Dài, đúng không? 2 điểm rưỡi.
chưa? Sau sau cồn chiều thì lúc đấy chúng ta sẽ lấy luôn ngược lại số là dương. Ngược lại cái trường hợp này, quay di chuyển từ M đến N, vậy hình chiếu của MN lên tổng sức là đoạn MM phải gọi là D. Và bây giờ MM phải ngược hướng với E, lúc này D sẽ âm. Nhớ rõ chưa? Thấy bạn ngồi ngồi cũng ngồi nghiêm chưa? Có cần phải ghi lại chỗ nào không? Có cần cô phải dừng lại để cho các em ghi không? Cô ghi không? Thế trường hợp mà M phải trùng nhau, hay nói cách khác là diện tích chuyển động từ M đến N không bắc với đường sức, lúc này hình chiếu của MN, hình chiếu của lại MN lên trên đường sức này chính là bằng 0. Nói cách khác là độ dài đại số bằng 0. Và trong trường hợp như thế này thì chúng ta thấy là không bằng bao nhiêu? Ai cho cô biết? Nếu D bằng 0 thì không bằng bao nhiêu đấy? Từ nãy có hỏi được chứ? Không trả lời như thế nào cô và em? D bằng 0, từ cô cho D bằng 0, cô đang hỏi không bằng bao nhiêu? À, không bằng 0, đúng rồi. Cô trả lời em. Rồi mà công thức mà các em tìm được đấy là VAD, thì các em còn phải lưu ý thêm cho cô một điều nữa. Nhìn lên đây, A sẽ tỷ lệ thuận với V, tỷ lệ thuận với E và tỷ lệ thuận với D. Nói cách khác, độ lớn công của đường điện tỷ lệ thuận với độ lớn của điện tích. Độ lớn công cũng tỷ lệ thuận với độ lớn cường độ điện trường. Và độ lớn công của đường điện cũng tỷ lệ thuận với độ dài đại số. Có nhớ được hết chưa? Có cần có phải dừng lại không? Vâng, đúng rồi. Bây giờ các em mở sách giáo khoa ra cho cô, thêm 19.1. Nhìn lên trên này, cô sẽ giải thích thêm một chút về cái độ dài đại số mà các em vừa mới biết. Nào, quay lại hình trên bảng. Đường sức điện sẽ đi theo chiều từ dương sang âm, và đây chính là chiều của cột mở điện trường mà cô mới ghi xong. Điện tích quay dịch chuyển từ M đến N theo hai đường. Trường hợp thứ nhất theo đường thẳng MN. Bạn nào cho cô biết trong trường hợp này độ dài đại số là bằng nào? Được rồi, xong rồi hỏi lại. À, cô mời Việt Tiến nào. Xin lỗi, Xuân Tiến nào. À, chính là đoạn MM phải. Đúng rồi, cô cảm ơn em. Theo đường thứ hai là đi di chuyển theo M, B và N. Bây giờ bấm chiếu cái đường gấp khúc đấy lên trên đường dứt thì độ dài đại số là đoạn nào? Đường thẳng thì chiếu lên thì nhiên, nhưng bây giờ đường gấp khúc chiếu lên không nhiên. Thành đạt hết chưa nào? Cô mời em. À, vẫn là mờ mờ phải đỏ. Em một giờ. Cô cảm ơn em nhá. Chứng tỏ một điều gì? Quay điện tích di chuyển từ M đến N đi theo đường nào thì độ dài đại số vẫn là đoạn mờ mờ phải và cùng hướng với cả đường sức điện. Chứng tỏ một điều, công của đường điện không phụ thuộc vào hình dạng đường đi, chỉ phụ thuộc vào điểm đầu M và điểm cuối N của độ dịch chuyển, đúng không nhỉ? Với nhiều ví dụ khác, người ta cũng chứng minh được rằng công của đường điện trong sự di chuyển điện tích quy trong một điện trường bất kỳ không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu M, điểm cuối N của độ dịch chuyển. Đấy cũng chính là tính chất công của đường điện. Với tính chất này thì bốn nhóm có điểm như sau. Nhóm 1 là cũng đeo được công của đường điện dịch chuyển không phụ thuộc vào hình dạng, chưa đủ thời gian để biết, đúng không? Công của
Thank you.
điểm trong một diện tích di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điểm trường đều A bằng phi ra D. Trong đó D là nghe chính nhờ A chiều dài MN, B chiều dài đường đi của diện tích, D đường kính của quả cầu di chuyển, D hình chiếu của đường đi lên phương của đường chân. Các bạn hãy xin đổi thời gian suy nghĩ và đưa ra.
Tổng kết điểm số của các em nhóm 1